Bây giờ mình nấu canh chua cá hồi với lá giang nha. Cái này lá giang đông đá, nước sôi mình bỏ lá giang vô cho nó chín mềm ra nước chua, rồi mình nêm nếm mình mới bỏ cá ha. Cái này lá giang đông đá mình mua ở chợ Việt Nam đó. Đó. Bây giờ mình nêm gia vị cho nồi canh chua lá giang nha. Cho dơn tí xíu đường nữa. Tí xíu bột nêm nữa. Bây giờ mình bỏ cá vô nha. Cái này là cá hồi. Xôi cá chín, bây giờ mình bỏ gốc hành tây vô trước ha. Phải không? Không đâu, cần tây. Cần. Rồi cái này rau thơm, có huế, rau ôm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.